Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang theo dõi bản tin về tình hình xung đột quân sự tại Ukraine. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiến sự ngày 51, Nga mất xoáy hạm, đe dọa tăng cường tấn công Kiev. Xoáy hạm Moskva của Nga đã bị chìm tại Biển Đen và dù chưa rõ nguyên nhân mất mát này gây ảnh hưởng lớn đến chiến dịch quân sự cũng như tinh thần của quân đội Nga. Xoáy hạm Nga bị trúng tên lửa, chỉ huy đã không qua khỏi. Xoáy hạm Moskva của hạm đội Biển Đen đã bị chìm sau vụ cháy nổ vào hôm 13 tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga thông báo chiến hạm này trên đường được kéo về cảng Sevastopol để sửa chữa và gặp thời tiết xấu và mất cân bằng khiến con tàu chìm xuống Biển Đen. Việc mất đi chiếc tàu chiến quan trọng này được cho là gây ảnh hưởng một phần đến chiến dịch quân sự của Nga tại Ukraine, nhưng quan trọng hơn, đây là một mất mát mang tính biểu tượng đối với Hải quân Nga. Phía Ukraine tuyên bố vụ cháy trên tàu Moskva là do bị trúng hai tên lửa Neptune của nước này, nhưng Nga đã bác bỏ thông tin. Một quan chức quốc phòng cấp cao giấu tên của Mỹ cũng xác nhận tuyên bố của Ukraine. Đến hôm nay, thì cố vấn Bộ Nội vụ Ukraine Anton Grachenko cho rằng chỉ huy Anton Kuprin của tàu Moskva cũng đã không qua khỏi trong vụ cháy nổ. Moskva chưa bình luận về thông tin này, nhưng trước đó thông báo có khoảng 500 thủy thủ trên tàu đã được sơ tán sang các tàu lân cận. Tờ The Washington Post ngày 15 tháng 4 đưa tin Bộ Quốc phòng Mỹ cho rằng có đến 5 chiến hạm của Nga ở phía Bắc Biển Đen đã di chuyển về phía Nam khỏi khu vực bờ biển Ukraine sau khi xoáy hạm Moskva bị thiệt hại và chìm. Kiev bị tấn công trở lại. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Natalia Humeniuk nói rằng việc tàu Moskva bị chìm giáng đòn đau đối với Nga, bà cảnh báo Moskva sẽ gia tăng các cuộc tấn công nhằm trả đũa. Mặt khác, sau khi cáo buộc Ukraine thực hiện các cuộc tấn công vào lãnh thổ Nga, Moskva ngày 15 tháng 4 đã tấn công một nhà máy tên lửa của Ukraine tại ngoại ô Kiev. Theo Reuters, nhiều tiếng nổ lớn đã được nghe thấy tại Kiev trong đêm 14 rạng sáng 15 tháng 4. Bộ Quốc phòng Nga cảnh báo sẽ tăng cường phóng tên lửa vào Kiev nếu Ukraine còn tấn công vào lãnh thổ Nga. Oanh tạc cơ Nga tấn công Mariupol. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Ukraine Oleksandr Motuansky cho biết phía Nga đã lần đầu tiên sử dụng máy bay ném bom tầm xa Tu-22M3 để oanh tạc thành phố Mariupol. Moscow chưa bình luận về cáo buộc này. Theo ông Motuansky, cuộc chiến trên các con đường ở Mariupol vẫn đang diễn ra nhưng lực lượng Nga được cho là chưa thể kiểm soát hoàn toàn. Chiến sự đang diễn ra quyết liệt tại nhà máy sắt thép Inglis và tại khu vực cảng Mariupol. Lực lượng Ukraine bị áp đảo về số lượng và vũ khí cũng đang cố thủ tại nhà máy thép Azovstal nằm trong một khu công nghiệp rộng 11 km2. Nhà phân tích quân sự Oleg Zhdanov tại Kiev nói rằng nhà máy này là khu vực rộng lớn và lực lượng Nga không thể tìm ra phe Ukraine. Ngoài ra, Nga còn đang tập trung sức lực cho việc kiểm soát các thành phố Rubini và Popana tại tỉnh Lugansk. Tại miền đông, các quan chức Ukraine ngày 15 tháng 4 cho biết hầu hết khu vực tiền tuyến ở tỉnh Donetsk đã bị pháo kích dữ dội. Lãnh đạo tỉnh Donetsk của Ukraine Pavlo Krylenko nói rằng gần như toàn bộ các khu định cư tại Donetsk dọc tiền tuyến đang bị tấn công. Trước đó, quân đội Ukraine thông báo Nga vẫn tiếp tục chuẩn bị lực lượng cho một cuộc tiến công tại miền đông. Liên minh châu Âu đưa 21 hãng hàng không Nga vào danh sách cấm bay. Liên minh châu Âu đưa 21 hãng hàng không Nga vào danh sách đen do những lo ngại về an toàn bay, qua đó chính thức đóng cửa hoàn toàn không phận với 21 hãng hàng không này. Dựa trên kết luận của Ủy ban châu Âu EC, lý do khiến 21 hãng hàng không Nga bị đưa vào danh sách đen của EU là do không đáp ứng được các tiêu chuẩn quốc tế về an toàn bay. Theo đó, việc cơ quan hàng không dân dụng Liên bang Nga cho phép các hãng hàng không nước này được sử dụng những máy bay thuộc sở hữu nước ngoài mà không có giấy phép hợp lệ được coi là một vi phạm an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Các hãng hàng không Nga bị đưa vào danh sách đen lần này bao gồm những cái tên như Aeroflot, Air Company ICA, Anrosa Air Company v.v. Với việc trừng phạt thêm 21 hãng hàng không Nga, ở thời điểm hiện tại có tổng cộng 117 hãng hàng không trên toàn thế giới đang nằm trong danh sách đen cấm bay và không phận EU. Mỹ và các nước phương Tây đã áp đặt hàng loạt các biện pháp trừng phạt chưa từng có tiền lệ đối với Nga sau khi Moscow triển khai chiến dịch quân sự tại Ukraine. Nóng, Ukraine, Merechuk, đồng minh ruột của ông Putin bị tịch thu 32 ngôi nhà, 26 xe ô tô, 30 lô đất.
Các nhà chức trách Ukraine thông báo rằng họ đã thu giữ hơn 150 tài sản thuộc về ông Viktor Medvedchuk, cựu trùm truyền thông và là bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin. Trong số tài sản bị thu hồi gồm có 32 ngôi nhà, 26 xe ô tô, 30 lô đất, 17 điểm đậu xe và một du thuyền. Theo CNBC, Viktor Medvedchuk, cựu trùm truyền thông và chính trị gia bị buộc tội phản quốc vì bị cáo buộc âm mưu với Điện Kremlin để lật đổ chính phủ đương nhiệm được bầu của Ukraine. Sau khi bị bắt hôm 12 tháng 4, ông Medvedchuk bị tịch thu tài sản, bao gồm 26 ô tô, 32 căn hộ, 23 ngôi nhà, 30 lô đất, 17 bãi đậu xe và một du thuyền, theo thông báo từ cơ quan an ninh Ukraine. Các nhà chức trách cho biết họ cũng đã xác định và thu giữ phần vốn trong 25 công ty thuộc sở hữu của ông Medvedchuk hoặc vợ ông, Oksana Marchenko. Ông Medvedchuk đã bị cơ quan thực thi pháp luật Ukraine bắt giữ trong tuần này sau hơn một tháng chạy trốn. Trước đó, vị tỷ phú Ukraine đã thoát khỏi sự quản thúc tại gia giữa hỗn loạn sau khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự tại Ukraine vào ngày 24 tháng 2. Được biết đến là người bạn thân của Tổng thống Nga Vladimir Putin ở Ukraine, tin tức về vụ bắt giữ ông Medvedchuk hôm thứ Ba ngày 12 tháng 4 đã gây ra sự chú ý không chỉ ở Ukraine mà còn ở cộng đồng quốc tế. Hôm thứ Năm, quan chức thực thi pháp luật hàng đầu của Ukraine đã lần đầu tiên cung cấp thông tin chi tiết về nhiệm vụ bắt giữ ông Medvedchuk. Ông cho biết các đặc vụ Nga đã lên kế hoạch đưa ông Medvedchuk ra khỏi lãnh thổ Ukraine bằng thuyền vào khu vực do Nga chiếm đóng và từ đó sẽ tới Moscow. Khi Medvedchuk bị bắt, người đàn ông 67 tuổi này đã mặc đồng phục quân đội Ukraine và đi cùng với một nhóm nhìn có vẻ là các nhân viên thực thi pháp luật Ukraine thực sự. Bức ảnh ông Medvedchuk bị giam giữ đã được chính quyền Ukraine công bố trong tuần này. Fox Ukraine ước tính khối tài sản khổng lồ của ông này rơi vào khoảng hơn 620 triệu USD vào năm 2021. Medvedchuk sở hữu một số ngôi nhà nguy nga trên khắp Ukraine. Ngôi nhà của ông này ở ngoại ô Kiev thậm chí có nội thất bằng vàng. Đầu năm nay, một thẩm phán ở Ukraine đã ra lệnh tịch thu 3 căn hộ, 2 biệt thự và một chiếc du thuyền thuộc bà Marchenko, vợ tài phiệt Ukraine. Bắc Macedonia trục xuất thêm 6 nhà ngoại giao Nga. Bắc Macedonia yêu cầu 6 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này sau những vi phạm nguyên tắc ngoại giao. Bộ Ngoại giao Cộng hòa Bắc Macedonia ngày 15 tháng 4 đã ra thông báo yêu cầu 6 nhà ngoại giao Nga rời khỏi nước này. Lý do của quyết định trên là do 6 nhà ngoại giao Nga đã có những hành động đi ngược lại với các nguyên tắc của Công ước viên về quan hệ ngoại giao. Trong thông điệp chính thức gửi đến Đại sứ Nga Sergei Banishkin, Bắc Macedonia cho 6 nhà ngoại giao trên 5 ngày để rời khỏi đất nước. Trước đó, ngày 28 tháng 3, Bắc Macedonia, một thành viên của NATO và đang có mong muốn gia nhập Liên minh châu Âu EU, đã trục xuất 5 nhà ngoại giao Nga khác. Đất nước vùng Balkan cũng tích cực tham gia vào các lệnh trừng phạt quốc tế nhằm vào Nga kể từ khi nước này bắt đầu chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Đại sứ quán Nga tại thủ đô của Bắc Macedonia hiện vẫn chưa đưa ra bình luận về quyết định này của Bắc Macedonia. Đức đối mặt cú sốc 240 tỷ đô la Mỹ nếu Nga khóa van khí đốt. GDP của Đức có thể thiệt hại 220 tỷ euro, tức 238 tỷ đô la Mỹ trong 2 năm tới nếu Nga khóa van khí đốt cung cấp cho châu Âu và gây ra một cú sốc năng lượng. Theo báo cáo đánh giá của 5 viện nghiên cứu kinh tế, nếu Nga cắt nguồn cung khí đốt cho châu Âu, GDP của Đức chỉ tăng 1,9% trong năm nay và 2,2% trong năm 2023. Ngược lại, nếu nguồn cung khí đốt được duy trì, kinh tế của khu vực đồng euro có thể đạt 2,7% trong năm nay. Ông Stephen Kutz, Giám đốc Viện Kinh tế Thế giới Kiel nhận định, nếu Nga đột ngột dừng cung cấp khí đốt, kinh tế Đức có thể suy thoái sâu. Đức cũng như nhiều quốc gia châu Âu phụ thuộc nặng nề vào nguồn cung khí đốt của Nga. Cụ thể, 46% nhu cầu tiêu thụ khí đốt của nước này phụ thuộc vào Nga. Nếu nguồn cung khí đốt bị gián đoạn, kinh tế Đức sẽ bị xáo trộn. Tháng trước, lạm phát ở Đức lên mức cao nhất hơn 40 năm, với chỉ số giá tiêu dùng CPI tăng 7,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Nguyên nhân chính là do giá dầu thô và khí đốt tăng khoảng 40% trong vòng một năm. Nếu nguồn cung khí đốt Nga gián đoạn, lạm phát của Đức gần như chắc chắn sẽ lập đỉnh mới. Cuộc khủng hoảng Nga-Ukraine khiến các nước EU nhận thức rõ ràng hơn rằng họ cần giảm phụ thuộc vào năng lượng Nga. Tuy nhiên điều này là không thể diễn ra một sớm một chiều. EU nhất trí giảm dần khoảng 2/3 nhu cầu năng lượng từ Nga trong năm nay. Theo các nguồn thạo tin, EU sẽ cấm nhập khẩu than đá Nga từ tháng 8 năm nay. Một số quan chức EU cũng kêu gọi trừng phạt ngành xuất khẩu dầu thô và khí đốt của Nga.
Mặc dù vậy, một số nước, trong đó có Đức, vẫn do dự với một lệnh cấm vận như vậy. Tuần trước, Bộ trưởng Tài chính Đức Christian Lindner cho biết nước này đang hành động nhanh nhất có thể để có thể loại bỏ nguồn cung năng lượng từ Nga, nhưng loại trừ khả năng ngừng sử dụng năng lượng Nga một cách đột ngột. Câu hỏi đặt ra là đến mức độ nào thì chúng ta có thể gây tổn thất cho Nga nhiều hơn gây tổn thất cho chính mình, ông Lindner nói. Hiệp hội các nhà cung cấp năng lượng Đức tuyên bố đã sẵn sàng vạch ra một kế hoạch chi tiết để nhanh chóng ngừng sử dụng khí đốt của Nga, song cũng kêu gọi các chính trị gia hành động thận trọng. Xét cho cùng, cắt nguồn cung khí đốt Nga không khác gì chuyển đổi toàn bộ nền công nghiệp của Đức. Để giảm thiểu tác động tiêu cực từ biến động nguồn cung khí đốt, chính quyền của Thủ tướng Đức Olaf Scholz đã lên kế hoạch giảm phụ thuộc vào Nga, với mục tiêu đến cuối năm nay giảm 50% khí đốt nhập khẩu từ Nga và sẽ ngừng nhập khẩu sau 2 năm nữa. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck gần đây đã có chuyến thăm tới Qatar và Na Uy nhằm tìm kiếm nguồn khí đốt thay thế. Bộ trưởng Đức khuyên người dân tiết kiệm năng lượng để đối phó Nga. Bộ trưởng Kinh tế Đức Robert Habeck cho biết người dân nên bắt đầu tiết kiệm năng lượng ngay từ bây giờ để giảm phụ thuộc vào nhiên liệu hóa thạch từ Nga và gây áp lực lên Moscow. Trong cuộc phỏng vấn với Phong Media Group, ông Habeck cho biết Đức có thể phụ thuộc ít hơn vào năng lượng Nga nếu người dân giảm mức độ tiêu thụ. Ông đề xuất người dân nên sử dụng tàu hỏa hoặc đi xe đạp thay vì lạm dụng việc lái xe. Mỗi km không lái xe là một đóng góp để chúng ta dễ dàng thoát khỏi nguồn cung năng lượng của Nga, đồng thời chống biến đổi khí hậu, ông Habeck nói. CNA đưa tin hôm 15 tháng 4. Theo ông, việc cắt giảm 10% mức tiêu thụ năng lượng cá nhân là hoàn toàn có thể. Ông nói thêm rằng người sử dụng lao động cũng có thể góp sức bằng cách cho phép nhân viên của họ làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể. Một nhân viên có thể làm việc ở nhà một trong hai ngày trong tuần, bắt đầu là trên cơ sở tự nguyện, ông nói. Trong bối cảnh xung đột tại Ukraine ngày càng leo thang, Đức đang chịu áp lực buộc phải cắt đứt nguồn cung khí đốt và dầu từ Nga. Vì những người phản đối chiến dịch quân sự của Moscow cho rằng doanh thu từ năng lượng đang hỗ trợ cho hoạt động của Đức này tại Ukraine. Trước đó, ông Peter Hawk, quan chức phụ trách nông nghiệp bang Baden-Württemberg, cũng kêu gọi người dân hạ nhiệt độ sửa trong phòng như một biện pháp cắt giảm sự phụ thuộc của Đức vào khí đốt của Nga. Nóng, Tổng thống Putin cảnh báo châu Âu sẽ rất đau đớn nếu bỏ nhập khẩu dầu Nga. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Năm cảnh báo các nước châu Âu rằng việc cắt nhập khẩu dầu của Nga sẽ rất đau đớn. Những nỗ lực của các nước phương Tây nhằm loại bỏ các nhà cung cấp dầu khí của Nga hoặc để thay thế các nguồn năng lượng của chúng tôi bằng các nguồn cung cấp thay thế chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế toàn cầu. Hậu quả của một bước đi như vậy sẽ rất đau đớn và trước hết là đối với những người khởi xướng chính sách như vậy, nhà lãnh đạo Nga cảnh báo hôm 14 tháng 4 được hãng thông tấn TASS của Nga dẫn lại. Giải thích về tuyên bố của mình, ông Putin nói: "Đơn giản là không có sự thay thế hợp lý nào cho châu Âu lúc này. Đơn giản là bây giờ không có nguồn cung cấp thay thế cho thị trường. Trong khi đó, nguồn cung cấp từ các quốc gia khác, chủ yếu là Mỹ, có thể được gửi đến châu Âu, nhưng khiến người tiêu dùng phải trả gấp nhiều lần, sẽ ảnh hưởng đến mức sống của người dân và khả năng cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu." Theo hãng tin TASS, ông Putin khẳng định đang tồn tại nhiều vấn đề với lĩnh vực dầu khí của Nga. Đáng chú ý là các quốc gia không thân thiện đang trì hoãn thanh toán cho các khoản nhập khẩu dầu của Nga. Ông lưu ý rằng nếu châu Âu không mua dầu và khí đốt của Nga, điều này sẽ gây bất ổn thị trường. Nhưng ông đồng thời thừa nhận giá cả ở Nga vì thế có thể tăng lên. Vì thế ông kêu gọi bình ổn thị trường để kích thích nhu cầu trong nước, hãng tin TASS đưa tin. Ngoài ra, nhà lãnh đạo Nga cũng kêu gọi đa dạng hóa xuất khẩu năng lượng sang châu Á trong bối cảnh gặp khó khăn khi xuất khẩu sang châu Âu. Chúng ta cần đa dạng hóa xuất khẩu, từng bước chuyển hướng xuất khẩu sang các thị trường đang phát triển nhanh ở phía Nam và phía Đông, Tổng thống Nga Putin nói. Hôm 13 tháng 4, Bộ trưởng Năng lượng Nga Nikolai Sulginov cho biết nước này sẵn sàng bán dầu và phế phẩm dầu cho các quốc gia thân thiện với bất cứ mức giá nào. Những cảnh báo của Putin được đưa ra trong bối cảnh phương Tây áp các lệnh trừng phạt và hạn chế năng lượng Nga như một phần của các biện pháp trừng phạt rộng lớn hơn nhằm gạt nền kinh tế nước này khỏi hệ thống tài chính và thương mại toàn cầu sau khi Moscow phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine. Mỹ đã áp lệnh cấm nhập khẩu dầu và khí đốt của Nga, trong khi Liên minh châu Âu và Nhật Bản áp lệnh cấm nhập khẩu than đá. EU cho biết đang tìm cách dần loại bỏ nguồn cung dầu mỏ và khí đốt từ Nga, nhưng không muốn áp lệnh cấm vận ngay lập tức. Nga đang cung cấp 40% nhu cầu khí đốt của châu Âu, trong đó Đức, Italy và nhiều nước Trung Âu phụ thuộc rất nhiều vào nguồn cung này. Khoảng 25% nguồn dầu mỏ cho châu Âu cũng đến từ Nga. Ủy ban châu Âu hôm 28 tháng 3 xác nhận EU đặt mục tiêu hoàn toàn thoát phụ thuộc năng lượng Nga vào năm 2027.
Trong khi đó, tại châu Á, Trung Quốc chiếm 15,4% tổng kim ngạch xuất khẩu dầu thô của Nga và là nhà nhập khẩu dầu thô Nga hàng đầu thế giới, mua trung bình 1,59 triệu thùng mỗi ngày trong năm 2021. Tương đương 15,5% tổng lượng nhập khẩu, Nga cũng là nhà cung cấp khí đốt thứ ba và cung cấp than lớn thứ hai cho Trung Quốc. Ấn Độ nhập khẩu 43.000 thùng dầu từ Nga mỗi ngày trong năm 2021, chiếm khoảng 1% tổng lượng nhập khẩu của nước này. New Delhi gần đây tuyên bố sẽ mua thêm dầu Nga, bất chấp áp lực từ Mỹ và phương Tây.